Đấu sĩ Raphael Varane xuất hiện trong trận đấu với Liverpool. Raphael Varane đã có trận đấu xuất sắc trong lần đầu tiên đá chính ở Premier League mùa giải năm nay. Trong bối cảnh hàng thủ hủng lưới tới 6 bàn chỉ trong 2 vòng đấu, huấn luyện viên Erik ten Hag quyết định loại bỏ Harry Maguire để trao cơ hội cho Raphael Varane xuất đá chính bên cạnh Martinez. Đây được coi là quyết định chính xác của huấn luyện viên người Hà Lan. Trung vệ người Pháp chơi điềm tĩnh, anh bọc lót tốt cho đồng đội và truyền sự tự tin cho các đối tác ở hàng thủ. Tình huống truy cản Luis Diaz cũng cho thấy sự mạnh mẽ cần thiết của cựu trung vệ Real Madrid. Varane không ngần ngại quá đấu sĩ để ngăn cản đối phương. Trong những phút có mặt trên sân, Varane 100% không chiến thành công, tỷ lệ tắc bóng chính xác đạt 80%, 9 lần giải vây, 5 pha tắc bóng, 1 đường chuyền ngon ăn và 1 lần đánh chặn. Sự xuất sắc của Varane có thể đặt dấu chấm hết cho Harry Maguire trong việc giành suất đá chính. Nhiều khả năng Varane sẽ tiếp tục được huấn luyện viên Ten Hag tin tưởng. Thực tế, Varane cho thấy sự an ý với Lisandro Martinez. Bộ đôi này cũng tạo ra 16 pha giải vây, 100% rơi bóng thành công, 75% cú tắc bóng chính xác, 7 lần thu hồi bóng, 3 lần cản phá và 2 lần đánh chặn. Martinez trông thoải mái hơn so với khi chơi cạnh Maguire. Đây rõ ràng là một tín hiệu tốt lành với trung vệ người Argentina. Theo Huco, Martinez và Varane chính là hai cầu thủ được chấm điểm cao nhất trong trận đấu với Liverpool. Đây có thể là một diện mạo mới cho hàng thủ Manchester United trong thời gian tới.